Rồi đây là trận chung kết giữa hai tay đấm chuyên nghiệp giữa Lâm Chu Mỏ và Thịnh Đầu Bò. Đúng rồi, đúng quá đó, đúng rồi. Quá hay. Ừ, đúng quá, đỉnh vậy. Đánh xíu không ai vô bắt luôn à. Ừ, đúng rồi, hay quá Lâm. Đó, Thịnh, đúng rồi, đúng, không sao. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi. Không sao, không sao, không sao. Tập võ mà. Vô. Còn một phút nữa kết thúc nè. Đấm đi, công an chưa tới đâu, đấm đi. Lậu à, đánh lậu à. Đánh đá rồi. Đánh đá rồi. Nhẹ. Rồi, bên đây ai? Bắt ai, bắt ai? Bắt em. Quất đúng rồi. Lấy cái sừng ủi đó. Đấy. Còn 40 giây nữa, còn 40 giây nữa. 40 giây cuối. Ừ. Hết sức rồi, hết sức này, hết sức này. Ừ. Đúng rồi. Thấm đó. Ừ, đúng rồi. Cái đứa này. Mặt. Hay đó, hay đó. Ừ. Ừ, đúng rồi. Còn 30, 20 giây nữa, 20 giây cuối nè. Tập, 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 tập. Đúng rồi. Quýnh vô em. Mở gì quất đi. Nó mỏi gì Lâm, nó mỏi gì Lâm, quất đó. Nó mỏi à. Má đánh mà mỏi, đánh mà mỏi, đánh mà mỏi, đánh, đánh, vỗ đó. 5 giây cuối, 5 giây cuối vô. Quất luôn rồi, quất đó. Rồi, rồi, chúc mừng hai anh đã vào trận chung kết ngày mai. Không, không, không. Không, hai này là được vô vòng loại luôn, vô vòng chung kết luôn. Đúng quá. Lâm Chu Mỏ ha. Ở Thịnh Đầu Bò.